Hôm nay là lần đầu tiên mà Chu Di gặp bạn mình Linh, với cả hôm nay được ngồi với cả chị Thảo là vợ của anh trai mình đây. Và hôm nay chơi quả bài này. Trận đầu tiên thôi mà hai nhà đã móm rồi. Chu Di bắt móm hai nhà luôn. Đấy, thế là ấy nhá. Khổ thế. Không thấy nào Linh. Phát biểu cảm nghĩ cái. Ok à? Tao trả thù, tao phục thù. À, thế à? Chị em mình nốt thì hơi quê tí. Ở đấy, này, khổ thế, chén rưỡi. Này, chị em mình gọi là cái đứa là từ bé là chơi ở đây. Đấy, này, chơi được có một ngày này, mình này, Linh ơi, Linh ơi. Chu Di nó mới học chơi được mấy hôm rồi đấy. Nhá. Bài này cay như ớt luôn. Này, đây đúng là nhà cái đến từ châu Âu nhá. Đấy. Nhà cái đến từ châu Âu luôn đấy. Bây giờ một chai vodka Hà Nội có vẻ là không đủ rồi. Và chén nào nó cũng kiểu đầy ự như này luôn này. Ăn đi em. Đó. Em đợi để ăn lắm. Và nhanh lên còn uống. I swear he's scared. Này, Linh ơi. Nó bảo là mày sợ nói sao ấy. Sợ không? Sợ. Biết scared chưa? Scared. Thấy chưa? Có được gì không? Có được gì không? Ôi sao ngồi vỗ đùi kia. Không được rồi. Bên này là chỉ có ăn lẩu thôi. Vẫn đang ngồi mâm ăn lẩu thôi. Đấy, bên này mâm khán giả. Đúng rồi. Bên kia là bên này là mấy chị em phụ nữ, bên này là không uống Coca đau bụng đấy. Đây là đúng là nhập gia tùy tục rồi đúng không? Nhà cái đến từ châu Âu nhưng mà lại nhập gia tùy tục. Đây là hòa tan. Nó không phải hòa nhập nữa rồi, hòa tan rồi. 1 lá 7 8 và 9. Linh ơi, thế là thế là cây chốt là mấy lá nhỉ? À nhờ mấy chén nhỉ? Ủa này, ăn Chu Di ăn cây chốt này. Nào. Ok nào. Đấy, chết rồi. Chứ nào kia? Sao mà bị chăn rồi? Bị chăn rồi. Bị chăn rồi, bị chăn rồi, bị chăn rồi. Ôi giời ơi. Này tưởng nào. Người con Việt Nam nhưng mà hổ thẹn quá. Dạ. Này đấy, anh kem xuống đây đi không mà nó lại lên. Này, chủ nhà kiểu gì ấy nhỉ? Này sân nhà kiểu gì đấy? Mẹ thấy hình như có một con. Không, một con là bắt buộc rồi. Hay thì thịnh nó mà ai gắn. Dạ. Tu mút à gì mút vai mà nó. Nó không đớt. Cái anh có thể cứu trợ đây. Này Linh ấy có uống được không? Gặp nhà cái đến từ châu Âu hơi ấy à? Mình cũng hay đến từ châu Âu mà. À thế à? Hay chơi trò đến từ châu Âu. À thế à? Cho gì đấy? Mình ok. Ok nhá, ok nhá. Này, ba chén luôn này. Thôi hết rượu trắng rồi. Không cần rượu trắng. Uống rượu gì cũng được mà. Ôi nhưng mà chưa chắc Du gì uống đâu, cần mình uống thôi. Ồ, mấy đâu? Từ nãy giờ nó thua đâu? Nãy giờ nó uống có chén, hai chén. Hai chén này. Mua về không được uống. Đấy. Về tương lai nhá, nhà cái đến từ châu Âu đấy. Wow, không có để đây bây giờ chị Thảo đây đã phải gọi thêm cứu trợ là anh cò đây vào. Đây hai chén nữa này, đây là gái Tuyên luôn đấy. Chân dung người phụ nữ Việt Nam đấy. À ok ok nào. Chị gì? Chị quay rất nhiều và chị thấy uống ok. Ok mẹ ạ. Đấy, được chưa? Được chưa? Khả năng. That's good. Một Coca. Này, nhưng mà quả rượu khả năng. Best winner. Bây giờ phải chơi giảm áp. Best winner. Best winner. Tú. Cái này nó không phải rượu Coca nữa rồi. Bây giờ Chu Di lại tiếp tục thắng mà trong khi là đây anh cò là chân mới. Sao vì em nó thơm thế? Anh cò chân mới. Ok đúng rồi. 14, 18. Này 22. À, không bé rồi. Này bây giờ là ván thứ mấy rồi? Ván thứ 7 rồi đúng không? Hơn rồi. Hơn rồi à? Ui. Nó phải mười mấy ván rồi. Thế á? Bây giờ mười mấy ván rồi á? Mà bây giờ uống sang chai thứ 2 rồi. Từ vodka sang bây giờ rượu màu rồi. Bé là uống bao nhiêu? Chuyển. Gì loser? Đưa chén cho Thảo. Mà Chu Di vẫn chưa thua ván nào luôn. Này. Thế đúng là nhà cái đến từ châu Âu chưa? Nhưng mà tí là đến cây đen là dùng xong uống liên tục. Hả? Bét là uống bao nhiêu chén? Bét là uống một chén thôi. Nè, một chén. Một chén. Một chén đi. Đúng đây. Chưa, đây là nửa chén.
Không, không, chuyện này như như này là một chén rồi. Đúng là tính nửa. Đúng là đây là một chén là nửa chén đúng không? Đấy. Đỏ tình đấy. Nhưng mà đầy chén là mất người chơi đấy. Vâng. Nhưng mà mọi người có uống được nữa không? Okay. Đấy, nhưng mà chua gì chua happy nhưng mà chua gì nó chưa thua ván nào đâu đấy, không u chua nào vẫn phải uống là được rồi. Cuối cùng thì nhà cái đến từ châu Âu đã bị chăn lại, đã bị chủ nhà chăn lại đây. Ở đây là hai chén đầy là 4. Vâng, trái phải. Yeah, I love Jaffa. Yeah, đến giờ chị em mình uống, chị em mình đơn giản. Bắt đầu. Dễ, game dễ luôn. Game này quá đơn giản. Easy game. Một nửa là gì? Bây giờ là hai cái chén đầy. Easy game, chén đầy một chén. Thì là mỗi người một chén. Mười điểm cũng có nhưng mai thưởng đến 2 lít. Ok. Đáng nhất là cảm ơn Linh cái đấy, cảm ơn. ăn mở vòng. Linh ăn đáng nhất là không ăn. Linh đấy, nào sẵn sàng chưa nào? Nim. Ok. Yeah. Đây. Nào, nó ok. Ok, đây lại cho không? Vô không? Hết nha. Vô. 1 2 3 vô. Ok. 1 2 3 vô. Rồi đi em. Được chưa? Number one. Yeah, 1, 2, 3, go. No. Được không? Đấy, bây giờ mới bắt đầu nhà cái mới bắt đầu bị chặn lại này. Về sân nhà bắt đầu bị chặn lại này. Rồi, con đứa mẹ nó. Ok, I drink for you, ok? Được chưa? Nó mà. See you again. I drink for you. Đấy nó bảo chén này nó uống cho mày. Ok. Thua thì rất thua. Ok. Chén này rồi. Ok. Chị okay. Ơi, nó làm gì em nhục quá rồi. Mà chơi quá, mẹ xí ở game nhá. Cái chén này là chua gì uống thay Linh này. Ok. Không, nó uống cho mày. Nó bảo chén này nó uống cho mày. Được không? Chị ăn hết đi. Đồng ý. Not ok. Not ok. Not ok, what is not ok? Có nghĩa là không vui rồi. Not ok là không vui rồi. Là tao đéo vui đấy. Sao đéo vui? Tao đéo thích mày, tao hẹn cậu mày mà. Tao có làm đéo gì đâu. Tao uống đâu, mày với vợ tao uống mà. Có được không? Chắc không chơi được rồi. Quả chơi thằng nữa rồi. Ủa. Đấy, thấy chưa? Chị ơi, tao mình đang chị ơi. Chị ơi. Chị thay à? Chị. Thay à? Chị thay rồi. Chị say rồi, chị say. Chị say rồi. Say rồi. Ừ, say rồi. I don't care. Chị say rồi. I don't care. Ok. một nhà cái đến từ Tuyên Quang đã chờ. Ôi, Hải ơi. Ok, xin nick this feeling. Hi, hi, thank you. Yeah. Chị quay rất nhiều mà chị thấy uống ok. Kéo rắn vào nhất nhá. Một nhà cái. Nôn rồi. Mình chọn cho nó đi. Nôn rồi kìa. Cơm ở kia kìa. Ôi, nhà này cũng đi nôn luôn. Tao muốn nôn. Cái gì? Buông với vợ mày đấy. Thì sao? Vợ mày đã nôn đâu. Vợ tao nôn sao được? Nè, nick mẹ drink. Đi. Ôm bốn cầu à. Không uống nữa. Nè, nick mẹ không uống nữa. Ai nó uống nữa? Nước phí là nick drink, nước phí là. Can nick mẹ. Dì can nick mẹ. Chị vẫn là chị. Cái gì? Không, không về được. Chua gì hôm nay ngủ với các em trai mình mà nên khóc nhè đây. Don't. Maybe.
Hôm nay là ngày cuối cùng ở Việt Nam rồi. Oh. I miss baby. Let's play cool job.